với biểu tượng tình yêu ngày lễ vô quy của cô dâu và chú rể ạ. Kính thưa quý vị, và với những tình yêu thương mà ngày hôm nay quý vị đã cùng trở về đây với đại gia đình nhà gái đặc biệt dành tặng trọn vẹn cho cô dâu, đó chính là những gì đẹp nhất mà quý vị đã cùng mang tới chúc phúc cho hạnh phúc tương lai ngày trăm năm trong cuộc đời của cô dâu và chú rể. Và trong lúc chờ đợi chuyến xe hoa của tình yêu mang tên hạnh phúc sẽ cùng trở về cập bến hôn trường dành tặng đón cô dâu trở về với trung tâm hôn trường cưới của đại gia đình nhà trai tiến hành lễ thành hôn, thì xin mời quý vị cùng với ban tổ chức chúng ta sẽ cùng đến với những nhạc phẩm, những bài hát ca ngợi về tình yêu đôi lứa, ca ngợi về tình yêu đất nước để cùng thay cho lời muốn nói chúc mừng cho ngày vui, ngày hạnh phúc của cô dâu chú rể. Và trước khi đến với những tình cảm của toàn thể quý vị, sẽ đăng ký với ban tổ chức trở nên với sân khấu chính ngày hôm nay một ca khúc đầu tiên Thanh Hồng xin gửi tới toàn thể quý vị, một bài hát được mang tên Ngõ Vắng Xôn Xao. Dành tặng cũng như đón chờ chuyến xe hoa của tình yêu mang tên hạnh phúc sẽ cùng trở về với trung tâm huân chướng ngày hôm nay. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với tiếng hát của nam ca sĩ Xuân Sơn ạ. Một tràng vỗ tay thật lớn cho toàn thể quý vị để cùng chào đón với tiếng hát rất tuyệt vời ạ. Xin mời ca sĩ.
Tất nhiên là được, sau đây là một vài video. Đang phát karaoke yêu em dài lâu tôn nam nhạc sống âm thanh Trần Trọng Hiếu trên YouTube. Một ca khúc yêu em dài lâu hết sức ý nghĩa trong ngày vui hạnh phúc của cô dâu và chú rể. Và liên tục với biết tiệc âm nhạc trong buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng đến với tiếng hát của Sao Băng và Thanh Hồng với một ca khúc được mang tên Tình Em Biển Rộng Sông Dài.
Một ca khúc tiếp theo với tiếng hát của Sao Băng và Thanh Hồng. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Nghe Câu Quan Họ Trên Cao Nguyên. Thank you.
mến, đúng là giờ tổ chức đã tới rồi. Cho ban tổ chức xin mời toàn dân, người xa cho đến người gần, xin mời quý vị hãy cùng nhanh chân vào nhà, cùng nhau mời nước, mời trà, cùng nhau dự lễ thật là đông vui. Và xin được nồng nhiệt hân hoan chào đón toàn thể các quý vị khách quý, các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể các bạn trẻ, nam nữ, thanh niên hay họ bốn bên đã và đang có mặt tại tư gia của gia đình họ nhà gái trong buổi trưa ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, cho phép MC Thanh Hồng xin được trân trọng kính gửi tới toàn thể quý vị những lời kính truyền từ đại gia đình nhà trai nhà gái, từ cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính gửi tới toàn thể quý vị một lời cảm ơn chân thành, một lời kính chúc sức khỏe và một lời chào nồng nhiệt nhất ạ. Chúc cho quý vị sẽ có thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Và nhân dịp đầu xuân năm mới, năm Quý Mão, kính chúc cho toàn thể quý vị sẽ an khang thịnh vượng, phát tài, phát lộc. Xin mời Ngọc Oanh và Khắc Tiệp hai bạn sẽ cùng ngồi xuống ạ. Kính thưa quý vị, đúng là trăm khúc sông đổ dồn về một bến. Anh chẳng yêu nàng, anh đến chi đây? Đấy với đây không dây mà buộc, anh với nàng không chúc mà say. Mà cái say tình say nghĩa cùng Khắc Tiệp và Ngọc Oanh, ngày tháng đã vun đắp đủ đầy đối với bên hai bên gia đình dòng họ, được sự nhất trí của chính quyền địa phương hai bên. Mà ngày hôm nay, ngày 12 tháng 3 năm 2023, tức ngày 21 tháng 2 năm Quý Mão, đại gia đình nhà trai nhà gái đã long trọng tiến hành tổ chức lễ vu quy và lễ thành hôn cho cô dâu và chú rể. Đặc biệt hơn nữa, đó chính là sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị. Xin mời quý vị sẽ cùng nâng cốc để mừng duyên tuổi trẻ, nước trẻ xanh thắm tình dân tộc, thuốc lá thơm trọn nghĩa đôi ta. Xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị khách quý gần xa hãy cùng nâng cốc để công nhận trước mối tình của hai bạn mặn nồng, từ đây nên vợ thành chồng, từ đây chung thủy trọn đời hai bạn có nhau. Kính thưa quý vị, và ngay lúc này, không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời Ngọc Oanh, Khắc Tiệp hai bạn hãy cùng khởi thân, nâng bó hoa tươi thắm nhất của mình trở lên với sân khấu chính ngày hôm nay để ra mắt toàn thể quý vị đôi bên, cũng như là để gửi những lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới trước sự hiện diện đông đủ của quý vị ngày hôm nay đã cùng bớt chút thời gian vào Ngọc trở về chứng kiến cho ngày vui hạnh phúc trăm năm. Và quý vị cũng dành một tràng pháo tay thật lớn thật nồng nhiệt để cùng chào đón hai bông hoa xinh đẹp nhất ngày hôm nay, Ngọc Oanh và Khắc Tiệp. Kính thưa quý vị, đúng là trong năm thì chọn lấy một ngày chọn lấy một giờ tốt để tiến hành lễ vu quy, lễ thành hôn cho con dâu và chú rể. Và giờ đẹp nhất trong ngày đẹp nhất đã tới, giờ đẹp nhất đã điểm rồi và có sự đông đủ của toàn thể quý vị, cho phép ban tổ chức xin được trịnh trọng tuyên bố lễ vu quy của cô dâu Ngọc Oanh sánh duyên cùng chú rể Khắc Tiệp xin phép chính thức được bắt đầu với một tràng pháo tay thật lớn thật đẹp của quý vị để chúc mừng. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Đúng là yêu nhau thì mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, ngàn đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều. Còn gì đẹp ở trên đời hơn thế, người với người sống là để yêu nhau. Mà yêu nhau thì phải xin phép cưới nhau, sao cho tình nghĩa trước sau mặn mà. Và ngay sau đây, cho phép ban tổ chức xin được trân trọng kính mời trở lên sân khấu, đó chính là hai vị trưởng đoàn đại diện cho đôi bên gia đình, một vị trưởng đoàn đại diện cho phái đoàn của họ nhà trai và một vị trưởng đoàn đại diện cho phái đoàn của nhà gái. Xin được mời hai ông sẽ cùng khởi thân trở lên phía trước của sân khấu. Vị trưởng đoàn đại diện cho phái đoàn của nhà gái sẽ đứng cạnh cô dâu Ngọc Oanh xinh đẹp, và vị đại diện trưởng đoàn cho phái đoàn nhà trai sẽ đứng cạnh chú rể Khắc Tiệp ạ. Và quý vị cũng dành một tràng pháo tay thật lớn thật nồng nhiệt để cùng chào đón. Kính thưa quý vị, và tiếp theo đây xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục sơi tiền nước tiền trà và cùng dõi những ánh mắt thân thương nhất của mình trở lên sân khấu và cùng đến với những lời chia sẻ phát biểu trao rể nhận dâu của vị đại diện cho phái đoàn của nhà trai, và xin được trân trọng kính mời ông ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên của hai gia đình, trước hết cho phép tôi thay mặt gia đình nhà gái xin chân thành cảm ơn cái sự đón tiếp nồng nhiệt của phái của họ nhà gái. Kính thưa các cụ, công các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên, sở dĩ có ngày hôm nay đó là được sự tìm hiểu của hai cháu, và hai cháu đã hứa hẹn
Nhật ơi, nè, và hai cháu, cháu Tiệp và cháu Anh đã thương yêu nhau, đã hứa trọn đời sống mãi yêu thương nhau. Tôi hôm nay được sự ủy quyền của bà ước, tôi thay mặt cho phái đoàn Nhật trai và cũng là xin các cụ công các bà trên nhà gái để ít phút nữa là đón cháu Anh về về nhà trai chúng tôi để làm lễ đăng ký kết hôn. Vậy tôi không biết nói gì hơn, kính chúc các quý vị đại biểu sang năm mới có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc an khang và thịnh vượng. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, và xin được trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ của vị trưởng đoàn đại diện cho phái đoàn của nhà trai. Kính thưa toàn thể quý vị, đúng là có nam có nữ mới nên duyên, có nhà trai với nhà gái mới nên phần thông gia. Mà nhà trai đã phát biểu rồi, nhà gái cũng có đôi lời đỡ thêm để cho bên rể bên dâu, để cho hai họ được về lâu về dài. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đến với những lời chia sẻ trao dâu nhận rể của vị trưởng đoàn đại diện cho phái đoàn của nhà gái. Và xin được trân trọng kính mời ông ạ. Vâng, kính thưa các cụ, công, các bà, cô dì, chú bác cùng bạn bè, thanh niên, nam nữ của hai bên gia đình và hai cháu. Thưa toàn thể hội hôn, qua năm tháng dài tìm hiểu, được sự thống nhất của hai bên gia đình và chính quyền địa phương, ngày hôm nay, hai gia đình chúng tôi chính thức tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thay mặt cho gia đình nhà gái, tôi xin gửi lời cảm ơn, lời kính chúc sức khỏe tới các cụ, công, các bà, cô dì, chú bác đã không quản ngại thời tiết nóng bức đến giúp đỡ gia đình và chúc phúc cho hai cháu. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, một năm bắt đầu từ mùa xuân, hạnh phúc bắt đầu từ tình yêu đôi lứa. Qua năm tháng dài tìm hiểu, ngày hôm nay hai cháu tôi đã chính thức lên vợ thành chồng. Thay mặt cho gia đình nhà gái, tôi xin chính thức đón nhận cháu Tiệp kể từ giờ phút này sẽ về làm con, làm rể gia đình và dòng tộc chúng tôi. Và cũng xin trao gửi cho gia đình các ông cháu Anh cũng kể từ giờ phút này về làm con, làm dâu gia đình, dòng tộc các ông ở dưới đó. Cuối cùng xin một lần nữa được kính chúc các cụ, công, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè, thanh niên, nam nữ một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Chúc cho hai bên gia đình thông gia ngày càng gắn kết. Chúc cho hai cháu tôi hạnh phúc trường tồn. Xin cảm ơn. Dạ vâng, rất tuyệt vời với những lời chia sẻ, những lời cảm ơn đến từ hai vị trưởng đoàn đại diện cho đôi bên gia đình. Và trước sự chứng kiến đông đủ của toàn thể quý vị, chúng ban tổ chức xin mời hai ông ạ sẽ cùng tiến bước lên phía trước ạ, dành tặng cho nhau một cái bắt tay thật chặt để kết mối thông gia từ ngày hôm nay. Và chúc cho mối thông gia hai bên đoàn kết keo sơn và là chỗ dựa thật tuyệt vời cho con trẻ trong tương lai. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai ông. Xin mời hai ông sẽ cùng tiếp tục trở về với bàn tiệc trong ngày hôm nay và dõi theo những tình cảm sâu sắc hơn nữa của cô dâu và chú rể. Kính thưa quý vị, với những lời chân thành chia sẻ đến từ hai vị trưởng đoàn cũng đã gắp mối nương duyên cho đôi trẻ cũng như kết mối thông gia cho hai bên gia đình. Và với những tình cảm thân thương nhất đặc biệt đó chính là những tình cảm quý vị đã cùng trở về đây, những món quà thật ý nghĩa, những tràng pháo vỗ tay nồng nhiệt thay cho tất cả những gì quý vị đem đến chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp theo đây xin mời quý vị sẽ cùng dõi theo với những tình cảm mà đại gia đình nhà gái đã và đang chuẩn bị chờ đợi để cùng dành tặng cho các con, các cháu của mình. Và xin mời đầu tiên đó chính là món quà đến từ bà nội của cô dâu ạ. Dạ vâng, một tràng pháo tay thật lớn có cả thưa quý vị để cùng chào đón. Đầu tiên đó chính là món quà của bà nội của cô dâu.
lớn khôn rồi lại chấp cánh cho con. Và ngày vui, ngày hạnh phúc lớn nhất cuộc đời của các con của mình, bố mẹ có một món quà tích lũy từ rất lâu rồi để cùng dành tặng cho các con. Và đó cũng chính là những món vốn đầu tiên, được không quý vị? Bởi vì Thanh Hồng nhìn thấy đó chính là một chiếc kiềng rất to, rất xinh đẹp, đã và đang được mẹ của cô dâu trao tặng cho người con gái thân yêu của mình. Và quý vị hãy cùng chúc mừng cho cô dâu bằng một tràng vỗ tay thật lớn, được không ạ? Xin mời. Để cho các nhiếp ảnh gia, các ống kính của chúng ta đã và đang dâng cao để cùng lưu lại một khoảnh khắc đáng nhớ cho bên gia đình nhà mình. Các món quà của bố mẹ cô dâu thì xin được trân trọng kính mời đó chính là anh trai của cô dâu ạ. Xin mời anh sẽ cùng trở lên sân khấu dành tặng một món quà cho em gái của mình trong ngày trọng đại hôm nay. Bố mẹ của cô dâu cũng sẽ lá lại sân khấu ạ, để chúng ta sẽ cùng chụp một bức ảnh gia đình ạ. Xin mời cô chú sẽ cùng lá lại sân khấu ạ. Xin mời anh trai của cô dâu sẽ cùng trở lên dành tặng những món quà thật sự ý nghĩa cho em gái của mình. Đó chính là món quà của chú Mão Thím Huyền ạ, cũng sẽ cùng chuẩn bị những món quà thật sự ý nghĩa dành tặng cho cháu gái của mình ạ. Xin được trân trọng cảm ơn bố mẹ cô dâu cũng như anh trai của cô dâu rất nhiều. Xin mời món quà tiếp theo, chú Mão và Thím Huyền sẽ cùng trở lên sân khấu ạ. Em Đức, em Anh và em Cường cũng sẽ cùng tiếp tục trở lên sân khấu dành tặng nhiều món quà thật sự ý nghĩa, chúc mừng hạnh phúc cho các anh chị của mình. Xin mời. Xin mời em Chi, em Đức, em Anh và em Cường sẽ cùng trở lên sân khấu. Cảm ơn tới tất cả những món quà mà đại gia đình nhà gái đã và đang trao tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay. Và tiếp tục xin mời Ngọc Oanh và Khắc Kiệt, hai bạn sẽ cùng tiếp tục trở về với vị trí bàn hoa và sẽ cùng đón nhận những món quà tiếp theo đến từ những người thực hiện chương trình bằng những lời ca tiếng hát, thay cho lời muốn nói chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể, cũng như thay cho lời muốn nói lời cảm ơn chân thành đến từ đại gia đình nhà gái nhà trai. Cảm ơn quý vị đã cùng trở về đây. Dạ vâng, và với một bài hát đầu tiên, xin được trân trọng kính gửi tới quý vị ca khúc được mang tên Em Đưa Anh Về Hà Tĩnh.
Kính thưa tất cả các cụ, công, các bà, cô dì, chú bác cùng bạn bè thân bằng cố hữu của gia đình nhà gái và gia đình nhà trai. Hôm nay các vị đại diện cho hai gia đình đã giao rô và nhận rể, chúng tôi rất là phấn khởi. Bây giờ đã đến giờ chúng tôi xin cháu về lưới nhà trai để làm công tác tổ chức cho các cháu. Vậy chúng tôi xin mời tất cả các cụ, các ông, các bà cùng mọi nhà gái về gia đình nhà ước để tổ chức hạnh phúc cho các cháu, cho được cửa đông vui và phấn khởi hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn. Xin vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và trước khi quý vị khởi thân, chúng ta sẽ cùng trở về với tư gia của đại gia đình nhà trai. Thì còn một nghi thức tiếp theo, đó chính là nghi thức mà ngày hôm nay người mẹ chồng sẽ cùng đón nàng dâu của mình trở về làm con dâu con gái trong gia đình. Và xin mời con dâu và chú rể ạ, hai bạn sẽ cùng tiếp tục ôm bó hoa tươi thắm nhất của mình trở lên khu vực sân khấu ạ. Và cũng xin được trân trọng kính mời mẹ của cô dâu bà Nguyễn Thị La và mẹ của chú rể bà Nguyễn Thị Phúng ạ. Xin mời hai bà sẽ cùng tiếp tục trở lên với sân khấu chính ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay rời xa vòng tay của người mẹ hiền yêu dấu, thì cô dâu Ngọc Anh đã và đang được người mẹ của chú rể, người mẹ chồng của mình, người mẹ mà mình sẽ tiếp tục sống cùng với người mẹ của mình trong thời gian tiếp theo. Hai mẹ sẽ cùng trao cho nhau tình cảm đẹp nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục dõi những ánh mắt thân thương, nổ những tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng cho Ngọc Anh ngày hôm nay đã cùng trở về với mái ấm tình yêu, tình thương của người mẹ chồng yêu mến. Xin mời hai bà. Và xin mời mẹ chồng sẽ cùng đội chiếc nón lên cho cô con dâu của mình ạ. Vâng, xin mời hai bà. Kính chúc toàn thể quý vị, chiếc nón hình chóp giống như là ngôi nhà của chúng ta. Và hình tròn đó chính là vành nón. Và vành nón này không có điểm đầu cũng không có điểm cuối, mà hai người mẹ đã và đang trao tặng cho người con dâu con gái của mình. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai người mẹ rất nhiều và xin được chúc mừng cho Ngọc Anh. Và ngay lúc này đây, xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục khởi thân, chúng ta sẽ cùng
cho đại lễ thành hôn của cô dâu và chú rể. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều và kính chúc quý vị cùng với chuyến xe hoa sẽ thượng lộ bình an. Một lần nữa xin được kính chào.